Xin chào quý anh chị, đây là một chương trình giảm giá nói về hàng Makita quý anh chị, nhiều mã giảm quá trời rẻ luôn hoặc là có một cái mã của Ryobi quý anh chị thấy nó giảm giá khủng khiếp luôn cái mã này còn dư quý anh chị giảm giá trước hai triệu ba mấy cái máy này bây giờ thị trường online đang bán một triệu chín trăm mười ngàn quý anh chị thấy đang bán nè đó một triệu chín trăm ngàn máy mài Ryobi này quý anh chị một hai năm chín nè đây ha đó 1259 bây giờ thị trường vẫn bán giá vậy nhưng mà Hồng viên bán 999 ngàn cho anh chị một tấn 25 rẻ bèo luôn Đây hả à. Quý anh chị nghe cái giá này là coi như là những anh nào làm công nghiệp Đây là sản phẩm công nghiệp của Ryobi Quý anh chị bảo hành 1 năm nguyên cái hộp nó vậy nè Ryobi bảo hành 1 năm á dòng Industrial dòng công nghiệp của nó đó tay nắm khóa mở bảo vệ đầy đủ giá có 999 ngàn có cái máy trăm 1010W của anh chị ha đá một tấc 25 anh chị nào xài công nghiệp thì mua cái máy này về xài cho nó đã bảo hành tới một năm lận mà giá quá trời rẻ rẻ bèo luôn á giảm tính ra chắc cũng phải là gần 50 phần trăm á quý anh chị thấy không rồi ví dụ như quý anh chị mà muốn xài những cái mẫu máy khoan đồ á hay là máy mài của Makita cũng có chương trình giảm giá quý anh chị thấy giảm giá như thế nào ha Đặc biệt đơn giản cái máy này cho quý anh chị nè Máy quang 13 ly 13 ly cái dòng M0801 như thế này nè Cũng sản xuất ở Thái Lan Đó sản xuất Thái Lan Đó Bấm nhẹ chạy chậm bấm mạnh chạy mạnh Cái đời này quý anh chị biết rồi 870 ngàn Đó thì này nó không có giảm gì nhiều quý anh chị Nhưng quý anh chị sẽ thấy cái này giảm là kinh điển nè Cái đời này là 8103 8103 thì nó là dòng cao cấp hơn nhiều Nó tới hơn 1 triệu, một triệu mốt mấy chục Đó, 1 triệu mốt mấy chục Cái đời này giảm mấy ngoạn một, quý anh chị 8103 sản xuất Thái Lan nào quý anh chị Cái đời này là cực kỳ giảm luôn Nếu mà một triệu mốt 50 Mà giờ quý anh chị thấy có tính có 749 ngàn Sản xuất Thái Lan nha Bảo hành cho quý anh chị là theo hãng hết Tất từng tật bảo hành của hãng Makita hết quý anh chị ha Đó, ok, ngon lành ha Đó, như thế này Nhưng mà có một điều à Quý anh chị thấy 8103 này là mới full nó không khóa mở đâu đầy đủ Nhưng mà nó có hộp giấy nó hư hết trời Đó tức là nó hư cái hộp rồi quý anh chị nên là bán rất là rẻ Nó còn rẻ hơn cái dòng 8101 này đâu quý anh chị biết rồi Là nó rẻ dữ lắm đúng không Thấy không cái dòng này là dòng rẻ nè không có yếm cao su làm sao nè Nhưng mà cái dòng này là ok quý anh chị mua hàng này nó có yếm cao su đồ luôn Này là siêu rẻ đó Bảo hành của hãng tất tật bảo hành mới hết nha quý anh chị nha. Cái đời này của nó 8103 này nó nói nè. 220V công suất là 430W. À, công suất nhỏ quý anh chị nhưng mà này nó xài gia đình quý anh chị xài là hơi bị ngon. Ngon mạnh mẽ bê tông sắt đồ ngon lành đó. Sắt là, ngon lành hết luôn. Đó, à, giá rất là rẻ rất là dễ chịu ha. Rồi hai cái máy khoan có một cái đời này quý anh chị được giảm sâu nữa nè. Giảm là cực kỳ sâu luôn. Nè. À. 81 Ủa quên lộn HB0300 nha quý anh chị Mấy cái dòng này thì quý anh chị biết là cực kỳ mắc luôn Bây giờ vẫn có nhiều người bán triệu hai mấy chục nha quý anh chị HB0300 Thì cái đời này á là nó dành cho những anh chị mà ví dụ như làm gỗ đồ Bắn cái đời này rất là ngon Ví dụ như quý anh chị bắn chức năng bắn dít nằm ở đây nè Đó quý anh chị bắn là nó cạch 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 nè thấy không Càng tăng nó càng mạnh Còn khi quý anh chị qua đây là khoan sắt qua tới bên này khoan búa nó giống như y như máy khoan pin vậy đó không y chang quang pin luôn rồi đây là tốc độ chậm càng chậm càng mạnh à, HP hb 0300 thì những cái đời mà tùy theo đời nha quý anh chị có đời sản xuất thái lan có đời sản xuất trung quốc nhưng mà tất tần tật là tất cả là nó đều là hàng của hãng hết được bảo hành thì quý anh chị biết rồi makita nó bảo hành tất cả là một năm ha tất cả những cái máy của makita bây giờ tất cả được nâng cấp bảo hành một năm hết rồi giống như cái máy này Khuyến mãi cho quý anh chị có 690 ngàn Nghe cái giá đã không? Mấy này là full mới hết Phiếu bảo hành của hãng hết, bảo hành năm cho quý anh chị trên toàn quốc luôn thôi, tất cả dòng dòng Makita của Hồng Nhiên bán Không có hàng giả hàng nhái nha quý anh chị Giá cực kỳ bèo luôn Đó, giá như vậy là quý anh chị nghe là phải mua thôi Không, nghe cái giá này là coi như phải lụm gạo HP030 Nó thay thế máy pin Tức là nó giống y như máy pin nhưng mà bản thân nó là máy điện nha quý anh chị nên là mua mình mua mấy máy này về xài nói về độ bền thôi trùm luôn mà nói về giá rẻ là thôi trùm luôn rẻ bèo luôn quý anh chị không hp 0303 chức năng giống máy pin nhưng mà nó là máy điện giá quá trời rẻ ok ha rồi giá thì có sáu trăm chín thôi tôi quý anh chị mua những cái máy khoan máy mài đồ cũng giảm nhiều máy khoan ví dụ như quý anh chị thấy hồi nãy là mình thấy là cái máy khoan những cái kia là những cái dòng máy khoan vừa vừa thôi còn đây là những cái dòng cao cấp của bên Makita Ví dụ như quý anh chị thấy cái dòng này là Makita 1630 quý anh chị 1630 là cũng là quyền thoại của Makita Những cái đời trước thì sản xuất China Nhưng mà đời này sản xuất tại Thái Lan rồi Đó những cái đời như thế này Thì mấy mẫu này quá quen rồi Cái này thì cứ 1 triệu 490 ngàn Hết có chương trình gì quý anh chị Giảm cho quý anh chị còn 1 triệu 450 Là maximum rồi 710 quá Đó, Mấy cái đời này mình quá quen rồi Makita HP 1630 ba chức năng khoan sát khoan búa đảo chiều chỉnh tốc độ 1 triệu năm uh, 450 ngàn cho quý anh chị thôi có cái đời này ngon nè có cái đời này cũng là 1 triệu 470 ngàn nè nhưng mà giảm giá nè anh chị cái đời này nó ngon là ở ngon chỗ nào ha thằng này với quân này quý anh chị nhìn nó y chang nhau nào đúng không giống nhau sản xuất Thái Lan đó thì dòng này dòng đời mới sau này M8101 Nhưng mà đặc biệt là ở đầu của con này đầu tự động Nó lên lại là thành cái đầu tự động công suất 710 giống nhau Đó quý anh chị xiết cái đầu tự động cạch nè Đó thấy không lóc lại liền Đó cái chỗ này chỗ này là chỗ ngon nè Đó quý anh chị xiết lại lóc cái cạch Đó nhiều người thích kiểu này hơn là thích kiểu khóa Cái khóa đôi khi mất cái khóa còn cái đầu tự động này rất là ngon ha 710W đều hai này Hoàn toàn là hai cái này giống nhau Nhưng mà nãy ra đời sau Nên nó sẽ làm cái đời này Nếu mà cái đầu này bỏ qua đây rất là mắc Do đầu này khá là đắt tiền ha Hai mấy ba trăm ngàn không cái đầu đấy Nên là quý anh chị mua là mua cái mẫu máy này nè Một triệu bốn trăm bảy chục ngàn Nhưng mà trong cái chương trình này quý anh chị mua á Mình sẽ được giảm còn lại có Một triệu một trăm chín chục ngàn thôi Một triệu một trăm chín chục ngàn là quý anh chị thấy Bao giá rẻ, rẻ nhất luôn à Thấy không? 8101 mà có 1 triệu 190 ngàn mua đời này xài cho nó sướng luôn. Ha. Đó thì quý anh chị sẽ mua những cái đời chuyển mẫu như thế này là giá là, là siêu rẻ. Ha. Full thùng, full hợp ha. Rồi ok bảo hành lần năm của hãng. Bây giờ mình sẽ qua tới những... À còn cái quan pin nè. Còn khoang pin nào quý anh chị? quan pin này là ba chức năng. Một máy, một pin, một sạc. Hộp đó là hộp giấy nha. Pin là pin 3A quý anh chị. Pin là pin 3A, hộp là hộp giấy như thế này. Giá của cái máy quang pin này cho quý anh chị là 1 triệu 950 ngàn 1 triệu 950 ngàn cho Makita Đó à, Như thế này ha Pin của nó là chân pin thông dụng chứ không phải dòng pin tiết kiệm đâu Tiết kiệm là trắng đen là dòng nó không xài được cho nào ha Còn cái mẫu này là quý anh chị xài được hết tất cả các loại máy Hầu như nào nhét vô được là chơi được ha. À, Đó à, ok ha Dòng mở rộng của nó là quý anh chị xài được nhiều ba chức năng Rồi nếu mà quý anh chị muốn xài những cái máy mài Cũng có những cái giá rất là tốt nè Ví dụ như cái máy mài này là M9503 1 triệu mốt năm nha Nhưng mà sale cho quý anh chị Còn lại 999 nghe à, Cái mẫu này là một tất 2 nha anh chị à, à, Mẫu tất 2 Cái mẫu này thì có ít Có mấy cây thôi à, Cái mẫu này là có mấy cây thôi trong chương trình quà tặng thôi Nên là cái giá của nó cho quý anh chị mình có 999 nghe Cho mỗi máy tất 2 như thế này Makita Thì cái đời này là M9503 Ha, những cái đời này thì lại sản xuất China nha quý anh chị đó chưa hẳn là ở China là rẻ đâu nha ở China có những đời máy nó rất là đắt tiền nha đó rồi ta 9503 cái model của nó còn quý anh chị mình muốn xài những cái model mà sản xuất tại Thái Lan mà sản xuất Thái Lan thì nó sẽ có những cái đời rất là đặc biệt thân nhỏ xíu đây là hai cái đời máy mà nhiều người đam mê nhất nè chính uh, con này là 4030 và 4031 ví vụ 4031 là công tắc sau đuôi nè đây, thấy không? Quý anh chị nhìn tất nhìn cái máy không là thấy khoái rồi đó, thấy không? Nhìn máy khoái rồi đó. Mấy đời này sản xuất tại Thái Lan. Đây quý anh chị. 4031 Mark in Thái Lan. Mấy đời này thân nhỏ thì 720 W đá nó là một tấc, đá 100 mm. Với một cái máy như thế này nhỏ gọn như vậy thì giá 1 triệu mốt 80 ngàn thì quý anh chị biết cái máy mẫu này cứ triệu mốt 80 ngàn thì giờ tính cho quý anh chị còn lại 1 triệu 90 ngàn cái à, 1 triệu 090 ngàn dụ thích công tắc trượt Có công tắc trượt Tắc trượt là 4030 Công tắc đuôi là 4031 ha. Nó có hai cái model như vậy Tương tật thì quý anh chị thấy là những cái mẫu này Ví dụ công tắc sau đuôi Thì nó có tay nắm Mà công tắc trượt thì nó lại không có tay nắm Ủa công tắc trượt nó có tay nắm Công tắc sau đuôi lại không có tay nắm nó ngược vậy đó Đó thì quý anh chị lưu ý ha Còn mấy thằng kia là nó có khóa mở bảo vệ đầy đủ Rồi bắt đầu tới những con công suất như thế này nó sẽ có ba cái đời model ví dụ như quý anh chị mua 9556. 9556 lúc trước nó cũng sản xuất ở Trung Quốc bây giờ sản xuất Thái Lan luôn rồi. Rồi. Đó. 9556 cái lợi thế cho quý anh chị là gì? Công suất lớn. không? Công suất của nó tới là à, 840W nè. 9556HN là 840W, made in Thái Lan luôn. Đường kính đá cũng là 100mm và tốc độ chạy máy này tầm 11.000 vòng hết. Ha, nhưng mà công suất lớn thì quýnh chị cần lớn cần mạnh thì chơi mẫu này thằng này giá một triệu ba chín chục nhưng mà cũng giảm còn triệu hai năm chục anh chị còn giá nó một triệu hai một triệu hai năm chục cái này là ok nè giá này là ok nè quýnh chị chơi được á triệu hai năm chục thôi còn thôi là chơi chín năm năm ba chín năm ba thì nó có những cái model là chín năm năm ba b là công tắc sau đuôi chín năm năm ba nb là công tắc trượt nhưng mà hai thằng công suất đều giống nhau và giá giống nhau đó. À hai này tính cho quý anh chị mỗi máy dù thích màn này là công suất của nó là 710 w nè 9553 nb là công tắc trượt mắc in thái lan 710 w giá này tính cho quý anh chị mình 1 triệu không trăm bốn ngàn đó ví dụ như 9553 b thì cũng là 710 w nhưng mà công tắc nó sao đôi công tác này nó sao đôi ha thì tùy anh chị thích cái công tắc kiểu nào mình chọn công tắc kiểu đó và giá nó là 1 triệu 000 ngàn đó thì như anh chị nói rằng là sao giới thiệu mấy máy thường thường không, giới thiệu makita với lại Boss có lâu lâu hồng nhiên sẽ gom lại những cái chương trình của Boss của makita cho quý anh chị xem ví dụ như có những cái kính nè à. kính đeo lên đẹp trai luôn nha đó ngon lành có màu vàng màu trắng mà màu đen như thế này đó đeo lên nhìn giống diễn viên điện ảnh đó dữ ha không đẹp lắm quý anh chị trong lắm trong suốt luôn giá là 80 ngàn một cái có ba màu kính này là bẻ cũng không rễ nè ha đó bẻ cũng không bể quý anh chị đó xe tăng cán không bể mà đó, kính này cũng ok quý anh chị đi đường nè hoặc là làm việc đâu đó là ok chơi kính này được chơi mấy kính này nhiều người lắm nhiều người đi mấy anh chạy gáp đồ cũng mua những cái kính như thế này đeo cho nó tiện lợi mà nó gớt nó cũng không bể ha đó ba cái kính của quật quý anh chị quật là thương hiệu của đức nhưng mà sản xuất thì sản xuất tại đài loan cái, cái kính này bao sản xuất tại đài loan Nói về mũi quan thì bộ mũi quan này hầu Nhiên khuyến mãi cái là thôi trùm luôn. Bộ mũi khoan 10 mũi từ 1 tới 10 bộ mũi HS tin nè. 300 ngàn một bộ đó, 10 mũi như thế này. Đó thì quý anh chị mua cái bộ này trong chương trình này chỉ trả có 250 thôi. Khuyến mãi còn có 250 ngàn cái bộ này. Còn cái cây này cây lắc léo nè nhiều anh chị xài nè. Cây lắc léo ví dụ quý anh chị kẹp vô đây hoặc kẹp vô máy bắn dít. Quý anh chị bẻ cong nè bẻ cong vô gốc rồi để quý anh chị mình khoan trong gốc đồ các kiểu đó thấy không nè đồ bẻ tới bẻ lui bắn dít trong gốc đồ dễ tự nó bung ra quý anh chị đâu gãy đâu đó những cái bắn dít nhỏ nhỏ trong gốc đồ quý anh chị chơi cái bộ này là cực kỳ hợp lý luôn giá là 130 trăm ba ngàn cho cái này nè không? nó dài 3 tấc dài 300 trăm ml ha rồi ở đây thì quý anh chị mình thấy có cái dít cái dít này thì hết rồi lần này là sau này nó cái dít này là coi như là Makita nó chưa sản xuất lại quý anh chị Tức là 490 ngàn cây này mắc in ra băng Mà hầu nhiên khuyến mãi của anh chị có 340 Thấy không cây này nè Dít này dít đóng nha quý anh chị Đây nè vít đóng nè thấy không Nó để trên này khắc luôn Mắc in băng nằm trên này luôn Nên là cái này ok quá ngon ha Mắc in băng luôn Đó vít đóng Đấy, quý, quý anh chị nhìn nó bình thường nó là một cây dít thôi Bình thường nó chỉ là một cái dít bình thường vậy Mình dặn 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 ha Nhưng mà trong này có lò xo Khi quý anh chị đè búa lên đóng nhịp, nhịp á Là tự động nó xoay à, anh chị nhịp búa lên là nó nhịp nặng là nó xoay nè biết đóng mà cực kỳ bền luôn đấy quý anh chị xài đôi khi chỉ sợ mất chứ không sợ hư đối với những người dịch đóng mắt inza nó ghi rõ trên này luôn ha bốn trăm chín khuyến mãi còn ba trăm ha còn có mấy cây là hết rồi quý anh chị mua dao gắt gòn dao gắt gòn mai ta dao cạo gòn đó hai lưỡi trong này nó có hai lưỡi quý anh chị có thể tháo ra một lưỡi xài giữ lại một lưỡi ha, để sơ cua thì cái này 140 tính cho quý anh chị siêu khuyến mãi luôn còn 125 ngàn 125 ngàn á này là khuyến mãi rẻ lắm luôn đó khuyến mãi có mấy ngày thôi Rồi vô quý anh chị mua cái này nè cái này khuyến mãi cũng nhiều nè 5 cái cây này 6, 8, 10, 12, 13 Đầu nó là chui lục giác 6 ly 35 nè quý anh chị dài là 50 mm Đó thì cây này nó có 5 cái cỡ trong này hết siêu mạnh luôn giá trăm gửi mà tính có 99 ngàn thôi cái này bộ năm món Makita đầu tiên đầu đầu bắn dít ha à, bằng bắn dít hay quý anh chị muốn bắn gì bắn đại khái là vậy từ 8 từ 6 cho tới 13 giá có 99 ngàn giảm quá trời sâu hoặc là cái bộ này thì quý anh chị thấy nè cái này á lại cây để quý anh chị lấy cái này nè quý anh chị nhét vô đây khoan âm cái lỗ xuống khoan dít mồi đó nhưng mà nó âm lỗ xuống bắn con dít vô là nó âm cái mặt xuống luôn đó rất là hay vậy đó thì nó có một đầu nữa là quên chị quay cái đầu dít lại quay đầu dít lại nè nó nó là quay nè quay lại là quên chị bắn dít vô luôn đó nó vừa dít vừa mũi khoan giá một trăm bảy nhưng mà tính trăm rưỡi đó có bao giờ giảm cái này đâu ha bây giờ giảm luôn ở đây thì quý anh chị mình thấy là cái bộ này là cái bộ chín món đó à, cái này nó nói là cái thép của nó quý anh chị crmo thép của nó là loại tốt đó thì bộ này nó có từ cái đầu chuyển đầu chuyển từ dít ra bù lon 1 phần 2 là nó có các số của nó tới 18 ly cái bộ này 47 thì chỉ tính được 400 rưỡi đó bộ này là bộ tốt ha bộ đầu tiếp bù lon tốt còn quý anh chị mình muốn nhảy tới cái bộ này nè cái bộ này 700 rưỡi nè đó quý anh chị nhìn nó xịn thấy không nhìn nó cực kỳ xịn luôn độ dày dặn đồ của Makita đó tép nó là CRMO đó, là CRMO thì nhiều anh chị thích cái những cái kiểu này hơn đó nó có từ 8 10, 13, mười sáu anh chị nghe cái số là mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi và hai mươi bốn đó là những cái số của nó như vậy đó. cái bộ này bảy trăm rưỡi tính cho quý anh chị được bảy trăm hai cũng hết đường luôn. Đó, mấy bộ này khá là mắc tiền ha. bộ chín món này khá là mắc tiền quý anh chị. đó bộ xịn mà. rồi hoặc là quý anh chị mình mua những cái lưỡi cắt như thế này, này. nó có mấy loại màu vàng, à, màu tím và màu xanh. thì một lưỡi của nó quý anh chị biết makita nó bán mất rồi tám 000 ngàn nhưng mà quý anh chị mua một lần một chục lưỡi Lưỡi cắt bê tông, lưỡi cắt gạch đó Mua một lần một chục lưỡi là 390 ngàn 390 ngàn có nghĩa là khoảng 39 ngàn lưỡi quý anh chị đó, Nhưng mà quý anh chị mua lẻ thì nó lại mắc nha Lưỡi Makita xịn bán đó là khuyến mãi kiểu của nó là vậy quý anh chị Thì đây là chương trình về những cái sản phẩm của Makita Có những sản phẩm khuyến mãi rất là sâu có những sản phẩm khuyến mãi ít thì quý anh chị tùy theo cái sản phẩm nào quý anh chị thấy nó phù hợp với sản phẩm nào đối với mình phù hợp là chơi Giống như Ryobi này quý anh chị thấy khuyến mãi ra phải 50% rồi 50% 999 ngàn là khuyến mãi so ra là hơn 50% luôn Nhưng mà ở thời điểm bây giờ 1 triệu mấy chục bán 990 mấy ngàn là cũng gần 50% quý anh chị Rồi thì quý anh chị có nhu cầu về sản phẩm liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên ha Vào ban ngày quý anh chị buổi tối Hồng Nhiên nghỉ Chúc quý anh chị sức khỏe Hồng Nhiên xin chào hẹn gặp lại bye bye